Pin ỏng hạc sườn, lăng chăm xam bơn giảng hẹ, vơ điển môn, vơ cảm phong bệnh COVID xếp cầu, bỏng cấp học sinh tình ca mước, cài hỏi nâng hạt xếp bắn nòng học sinh rú chu cấp cuồng tỉnh, có khăn tánh nhảy khẩu pi ép mỡ sòng pan sao ít cái sòng pan sao sòng. Vài năm giết lung bùn mà pe hỏng giáo dục, nho sùng chất lương bó cánh ép, lớp tăn, tóp đầy, làng áo bó cánh ép, khổng xây sòn, cấp học sinh. Gian cải mạ, ngành giáo dục đào tạo tỉnh, cò sở trừ, khẳng tánh, trường lớp, trường khổng, chuông hồng, vì bó cánh ép, giết lèo về tuyển sinh, chơ nhài khẩu, pì ép mỡ. Hột khay, tình mết, pưng trường ép rú cuồng tỉnh, cò giết lèo về khẳng tánh, hử, pì ép mỡ. Cánh, tết tinh, trùng mũ, cán bộ quản lý, xây sòn, khẽ hê học sinh mà lớp, vài khẳng tánh nhài khẩu, pì ép mỡ. Khẳng tánh hở pì ép, sở giáo dục đào tạo tỉnh tánh óc kế hoạch, các bi năng kham hở ủy ban nhân dân tỉnh, tổ chức xét tuyển sinh khẩu pưng lớp ép hồ cấp, bồi dưỡng bó sòn luông hủ hở cán bộ quản lý xây sòn pưng cơ sở giáo dục phổ thông, năm diện trường trình phổ thông pì sòng phan xíp bét, khát khiên tổ chức tư tư sủ dúng sách giáo khoa lớp sòng cánh lớp hốt hở cán bộ quản lý xây sòn. Ngay tại hồ bồn pét, sở cò khát khiên cấp ban tuyên giáo tỉnh ủy, pưng huyện thành ủy, bộ chỉ huy quân sự tỉnh, pưng huyện thành phố tổ chức bồi dưỡng chính trị, lôn hủ quốc phòng an ninh, hở cán bộ xây sòn cuồng tây ngành, pưng chương trình năm diệt đi năng về khản tánh hở pì ép mỡ, sưng phèo ton pè sở trường lớp ép hơn rú trường khòng nửng lanh cảnh ngại khản tánh toàn học sinh mà trường vầy nhảy khẩu khai giảng pì ép mỡ. Đến thời điểm hiện tại thì ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Lai Châu đã cơ bản kết đi ngành giáo dục đào tạo tỉnh có khăn tánh túc no chu khù vài nhài khẩu pì ép mỡ sòng pan sao ít cái sòng pan sao sòng on pa pưng địa phương bố trí xây sòn chọc khọ vài nhằn bào hở về bó cánh ép hở pưng môn ép bòm cắp năn sức tạm hợp đồng xây sòn toi nghỉ quyết số hoài nâng vài sòng mử xàm khăm bờn chết vì sòng văn phải sao không chính phủ mà về chuyên môn sở giáo dục đào tạo có tánh ó kế hoạch trình ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thực hiện rà soát bố trí sắp xếp hợp lý đội ngũ và có phương án điều động biệt phái giáo viên. Ngày lăng trưa ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục sách giáo khoa chương trình giáo dục phổ thông vì sòng văn xíp bét phiến mới đối cấp lớp sòng cánh lớp hốt rú cuồng tỉnh PF sòng pan sao ít cái sòng pan sao sòng. Phòng giáo dục đào tạo huyện Phong Thổ có khăn tánh nhảy khẩu năm diệt chương trình cuồng nặn tấm tén tư tư mà chương trình giáo dục phổ thông mở cấp tư tư nghiệp vụ vảy nho sùng chất lương bó cánh ép bứng đu xếp lâu pưng điểm trương vảy top hôm trương khòng trung hồng bó cánh ép phiến mở ma truyền môn bó học sinh chọc khọ luông hủ khòng từng phụng phúc hành truyền báo vào hoa chương trình giáo dục phổ thông mới rú cùng phụ huynh. Đối với đệ nhiệm vụ năm học 2021-2022. Vậy khẳng tánh hở pì ép mỡ sòng pan sao ít cái sòng pan sao sòng. Đến lúc vùng trời không tỉnh có phép xương ủy ban nhân dân huyện đối cấp ngành giáo dục có khẳng tánh đi chu khù xương sảng bánh lâu trường lớp ép phèo ton pè sờ trường vầy trung hong hở pì ép mỡ. Nhân lực về cơ sở vật chất để chuẩn bị cho năm học mới. PF sòng pan sao ít cái sòng pan sao sòng trường tiểu học Mương Sò huyện Phong Thổ chí mi giáo hốt hỏi cầu xíp hốt học sinh rú xào xí lớp hót khai hơn trương cò diệt lèo về tuyển sinh khỏi nưng xàm xíp hà nong hốt lớp học sinh khối nưng trường lớp ép trương khòng trung hong hở PF mới cò khăn tái túc nò bỏng cắp năn hơn trương cò lưa tròn xây sòn mi luông hủ cùng phiến mỡ hỏng giáo dục vậy sung tư tư cánh trí pan bảy bó lớp sòng cuồng pì ép sòng pan sao ít cái sòng pan sao sòng pương hỏng ép đẩy mi máy chiếu màn chiếu pương đồng học sinh đẩy ép sòng buổi mử nừng nhờ diệt đi về trên báo sương nàn hót khay phương lai pương ải ý học sinh có khẳng tánh túc nò pap sàn giáo khoa hở lưu tàu bảy trường. Trong học này là đối với khối 1, khối 2 và tất cả khối lớp nhà trường năm nay có 24 lớp. Hơn trường mi, sao xí, lớp ép,
cắp mi tênh mít húc hỏi cầu xíp húc học sinh hót khai nỉ hơn chương cỏ khản tánh túc nò chu tàng chương chung hong hở bị ép mỡ sòng văn sao ít cái sòng văn sao sòng chiếu về tất cả các hoạt động khác cũng như là về công tác giáo viên té bờn húc hót bờn pét vì sòng văn sao ít ngành giáo dục đào tạo huyện Phong Thổ cố hánh khảm cài chu khủ gia cha khổng huyện đen đình vậy tuyển sinh học sinh lớp nưng cắp lớp húc hót khai nỉ cò mi sòng văn chết xếp cầu ải ý học sinh khối sòng hỏi phân hỏi ải ý học sinh khối húc nhất trí sử sàn giáo khoa sàn tiệm chu tàng trương khổng chuông hồng bó cánh ép dọn khẩn lò chủ mú say sòn cò đầy ngành vùng chở họt non nản ó hỏi phân hỏi bưng trương cùng huyền cò giết lèo về phèo ton pe sở trường lớp ép vậy khẩn thánh hở pì ép mỡ bòm khắp về khẩn thánh chu tàng trương khổng chuông hồng hở pì ép mỡ khai nỉ ngành giáo dục đào tạo rú bưng huyền đang khẩn thánh pháp sàn in toi trường trình giáo dục phổ thông mỡ hở pì ép sòng văn sao ít cái sòng văn sao sòng ngày làng chưa tỉnh pùn ó quyết định mà về quy định tiêu chí sàn giáo khoa cuồng cơ sở giáo dục phổ thông rú cuộc tỉnh Lai Châu bòm cắp kế hoạch số hốt hỏi xí xipet phòng sở giáo dục đào tạo Lai Châu ma lơ tròn sàn giáo khoa lớp sòng cắp lớp hốt vì ép sòng văn sao ít cái sòng văn sao sòng phòng giáo dục đào tạo huyện Tân Uyên cò khẩn tánh o kế hoạch ma lơ tròn sàn giáo khoa lớp sòng cắp lớp hốt bòm nằn on pa pương trương khẩn tánh túc nò pap sàn in trung hong hở về bó cánh ép làng chơ lỗ mung pì ép sòng văn bảy sao cái sòng văn sao ít trường tiểu học số sòng thị trấn Tân Uyên cò lưng mi năng kham hở cấp ủy chính quyền cửa sở trên báo hot ải ý học sinh cấp dần bay diệt đi về có hôm ngân tiền trường khổng sở hỏng giáo dục sử sàn vẩy trung hong tuộc nò hở pì ép mỡ hot khay hơn trường cò nhằn vào hỏi phân hỏi bắp sàn giáo khoa sàn tèm hở học sinh lớp nưng bếp xếp hạ phấn hỏi sàn giáo khoa hở học sinh lớp xong. Tuyên truyền rồi vận động trực tiếp đến các phụ huynh và học sinh. Hơn trường cò trên báo hot bưng ấy học sinh âu lút hỏng ma trường. Bỏng cắp nắn khản tánh chu khù vẩy chu hồng hở bị ép mỡ. Cho giờ bưng nòng học sinh mi rào hơn cạt khó xử sàn in sàn tèm. Vậy bưng nòng gión đầy ra trà cùng bị ép mỡ. Lượng sách giáo khoa trong năm học tới. Làng chơ mi bản máu sàn giáo khoa phòng cò on pa pương trương tiểu học trung học cơ sở tổ chức giới thiệu bổ sàn giáo khoa hot cán bộ quản lý xây sòn cấp nhân viên vậy nghiên cứu tổ chức kế hoạch bồi dưỡng cán bộ xây sòn hot mử sao ít khăm bờn hạ hỏi phân hỏi pương đơn vị trương có tổ chức tiếp tư lẻo lung hủ chuyên môn hở cán bộ quản lý xây sòn bỏm cấp năm tổ chức tiếp tư hở pương đơn vị trương cùng tinh huyền nhàn bao men toi gian chợ PF sòng pan sao ít cái sòng pan sao sòng huyện Tân Uyên mi ship trương tiểu học cấp ship ít trương trung học cơ sở cấp hạ ship húc lớp nưng húc ship hạ lớp sòng sam ship húc lớp húc vậy khẩn tánh hở chương trình giáo dục phổ thông mới pì sòng pan ship pet dọn khẩn lò về khẩn tánh sàn giáo khoa phòng giáo dục đào tạo huyện có on pa pưng trương khẩn tánh ký hợp đồng cấp pưng hơn cung cấp sàn giáo khoa cấp sàn tèm hở xây sòn các học sinh. Hót khai nỉ cỏ mi ban nưng sòng hỏi cầu xíp hốt bổ sàn giáo khoa lớp nưng. Ban nưng hỏi nưng xàm xíp hốt bổ sàn giáo khoa lớp sòng. Cầu hoi xàm xíp cầu bổ sàn giáo khoa lớp hốt hót bừng trường. Chuẩn bị cho năm học 2021-2022 và đặc biệt là phần thực hiện chương trình. Khai nỉ hân chương đang thiếu xây sòn. Sương đàn mở khỏi cỏ mi năng kham hở chu cấp ngành. Vậy mi nò chủng mú xây sòn bọ cắp ép cùng bị ép mỡ sòng pan sao ít sòng pan sao sòng nị âu trương khòng trương lớp ép cò đẩy tánh ót tục nò nhàn bào cầu xíp phấn hỏi trương lớp ép mặt nà ma sàn giáo khoa phòng cò ăn pa pưng đơn vị trương ký kết pưng hợp đồng cắp hơn cùng cấp sàn cắp khay cấp tiểu học cò mi cài cầu xíp phấn hỏi sàn giáo khoa cắp trung học cơ sở lò cài húc xíp phước nội chung cho toàn huyện đã đảm bảo trên 97% là các phòng học kiên cố và bán kiên cố PF sòng pan sao ít cái sòng pan sao sòng
lò pì xếp tám năm diệt vàng búc chữ hà phong khánh thị tàng tánh chưng chăn ngam về sở học sinh sở chờ bỏm cắp năm diệt về ép học diệt tòi ven hùng phú hộ trăm văn nhang lại ra cha ma trương khổng hơn rào trung hong về bó cánh ép chủ mũ sấy sòn nhang lút thiếu hà văn tó cắp yêu cầu kiến mỡ cánh nho sùng chất lương giáo dục ngành giáo dục lại chầu đang sở chờ năm diệt chu luông vẩy nho sùng chất lương hỏng bó phủ sòn cùn đại lung bùng trời ta khù ngay khòng chu cấp chu ngành té tỉnh hót huyện xã hót chủ mũ cán bộ xây sòn nhân viên ngành giáo dục rú bưng huyện lò đẩy bùng trời quốc khệ no về khản tánh đi chu khù hở pì ép mỡ về nhàn vào chữ lương bó cánh ép bỏm cắp năm diện về phòng cảm bệnh đẩy ngành giáo dục huyện cắp bưng hơn trương bùng trời năm diện dọn khẩn lò về quản lý giám sát bưng xây sòn giảng hè bày té bưng tỉnh mi hà táo mát để phường vậy giúp tạm về bó cánh ép và chuẩn bị cho đầu năm học 2021-2022 vậy khẳng tánh hở pì ép mỡ sòng pan sáu ít cái sòng pan sáu sòng tố cấp khu hòn hung gòng bệnh hạ covid ship cầu nhang hình vi ó rú của mừng đối cấp tỉnh lạch châu cò tét pan pơ số cún bày té phùng mi hà táo mát cùng tỉnh lạch châu ngành giáo dục có minh đăng kham các ủy ban nhân dân tỉnh vậy khẩn tánh gian trừ kế hoạch hở pì ép mỡ tôi luôn on pa khổng bộ giáo dục đào tạo bom cắp năn ngành khát khiên nền nà các ủy ban nhân dân phương huyện thành phố vậy tổ chức năm diệt phường hà phong giáo dục hở chóc khọ cấp từng địa phương on pa phương phòng giáo dục phương đơn vị trực thuộc tánh o kế hoạch bó cánh ép vậy giết mùm pì ép mỡ tôi kế hoạch tạo o thời gian kế hoạch năm học theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục Đào tạo. Tó các bệnh hà COVID xếp cầu hình mi o, đối các tỉnh Lai Châu, cỏ trò tẹp bàn, hà và cắp lung bùn, vừa khẳng tánh hở pì ép mỡ, vừa nam diệt năng về cảm phòng bệnh. Ngành giáo dục, miền năng kham hở ủy ban nhân dân tỉnh, khẳng tánh gian trợ kế hoạch pì ép, tôi luôn ổn pa khổng bộ giáo dục đào tạo, nhằn vào trong khổ. Khát khiến nền nà các bưng cửa quán mi tẹp bàn khổng bưng huyền thành phố, tổ chức nhảy khẩu pì ép mỡ cho khó cấp từng vùng, từng địa phương. Bưng phòng giáo dục, cơ sở giáo dục, đơn vị trực thuộc, hot khay, cò khản tánh, lèo kế hoạch bó cánh ép, nhằn vào, lèo chương trình kỳ ép, pì ép, men toi kế hoạch tạt ọ. Nhờ nam diệt cho khó, hot khay ngành giáo dục đào tạo tỉnh Lai Châu, cò khản tánh, tục nò, chu khù, vẩy chu hong hở pì ép mỡ. Trong hang nam diệt cướp đẩy lăng đi hà phong khánh thì bó đi ép đi nam diệt năng vi cảm phong bệnh hà covid ship cầu đẩy đi cùng pì ép mỡ po mẹ pin ỏng hạc sương tó các bức khủ hòn hung khổng bệnh hà covid ship cầu dọn khẩn lò chơ lại để phương há kìn rú rình toi chỉ thi số ship hốt khổng chính phủ sương nằn vậy cảm phong bệnh hà cướp đẩy lăng đi tỉnh Lai Châu đang pín khay diệt xí chốt bứng lé bệnh hà nền nà rú bưng ba tăng khẩu ba cuồng tình rú bưng chốt kiểm soát hà vẩy năm diệt cứ đẩy lăng đì về lim đủ cun cắp chè khẩu ó cò pét xương bấu hở mì ó về tác tăng nhận vào chè cắp cun bảy mạ đẩy tình ản bưng chủ mũ pít tay pan đang cố hành năm diệt chu luông cùng về bàn chè bảy mạ không phân tấm tên sở về kiểm soát đì bệnh hà bấu hở pet pan khẩu ma cùng phùng diệt đi về phong cảm hà rú đề phương cắp luông bùn cạt kiên nhân vào tiếng an so bày tang ma lò nừng quảng bưng nàng việc cốc chính dàn cảnh ma phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tướm tên bom cắp chủng mố mi nuống pan cánh công an bưng huyên thành phố tuần tra kiểm soát rú bưng theo tang tánh ót lâu việc tiếng an so bày tang ma rú quảng tỉnh nam diệt tòi nàng quam on pa khổng công an tỉnh cánh triển lai văn bản on pa khổng ủy ban nhân dân tỉnh ma tướng tên viện phong cầm bình hà đối cấp hỏng so bày tang ma quân kỳ bươn cái ma chủng mũ cảnh sát giao thông cánh thanh tra sở giao thông vận tải bom cát kiên cắp cằn quân viện tuần tra kiểm soát kẻ cầm bưng chu phít ma hỏng so bày tang ma rú bưng theo tang bốc khổng tỉnh cò pé xương pom năm diệt nàng viện rú bưng chốt kiểm soát bình hà covid ship cầu khổng tỉnh tòi nặn bưng chủ mũ chít tánh o bưng
tổ tuần tra cánh bưng theo tang khòng phùng chầu đẩy pằn bứng đù quản lý. Cánh ha kiểm tra bưng chú xe bày ma táng tài lại trường hang, tổ chức nhai khẩu kiểm tra bưng xe táng tài nắc nhân bao bứng đù tên cá viên cưng. Tổ chức bứng đù cắp bao hở mi ó bưng khéo tang khơi cho xe tầm cằn, xe cho nạn, vậy cảm gión mức tắm nhất diệt hại bừa xe tầm cằn, xe cho nạn ta ó. Tấm tên vịa cạt kiên bong cắp chủ mối tuần trà kiểm soát kẻ cầm bưng chú phít luật so bày tăng ma. Bong cắp nang vịa thanh tra tuần trà kiểm soát nhân bào tiền án so bày tăng ma rú bưng theo tang. Gian cái ma chủ mố cảnh sát giao thông công an tỉnh Lai Châu có bếp xương chủ mố thanh tra giao thông có khăn khang bom các bưng cơ quan đơn vị liên ngành nam dệt đi viện phong cầm bệnh hà covid xếp cầu giòn hửn lò rú bưng chốt kiểm dịch bã tang khẩu ó Quảng tỉnh to cắp hà bệnh mư hương hiểm hại bưng chủ mố dệt nang vịa có nhân bao tiếng an so bấy tang ma rú bưng chốt co đẩy trên cái chập năm tục nò chủ luông phong cầm bình hà covid xếp cầu quăng gian năm dệt nàng vịa bom cắp nan vịa cạt kiên nhân bào tiền an so bày tăng ma bom cắp trên báo hở côn dần côn sung bày so o tang luông phong cầm bình hà quăng gian bứng đù tuần tra kiểm soát co đẩy bưng đơn vị trên cái họt tênh mết chủ mố vầy hôm hanh phong cầm bình hà cực đẩy lang đì. Để góp phần bảo đảm an toàn giao thông. Gian cái ma thành trà sở cỏ trên cái họt thành trà giao thông ma bưng văn bản chỉ thị khỏng chính phủ khỏng bộ giao thông vận tải có bếp xương khỏng bản on ta phong cam bình hà khỏng tỉnh để chủng mũ thành trà giao thông chập năm diệt đi viện nhận báo tiếng án sóc bé tăng ma bom cắp phong cam bình hà covid xếp cầu cái nam có chiến báo hở côn dần cắp bưng chảo xe, có bếp xương lái xe, ma bưng quỷ đỉnh, tẹt pan, cánh, phạt mặc sư mình tòi thẩm quyên, vịa diệt phít tòi quỷ đỉnh, cắp luông bùn lò nhận bào, so bày tang ma, lồng liên, cắp chập năm, diệt đi vịa phong cẩm, bệnh hà, cuồng, tàng, mương, mở khai nị. Thông suốt và thực hiện tốt cái nhiệm vụ phòng chống dịch trong tình hình mới. Gian cái ma phải nhận bào tiếng án so bấy tăng ma bom cắp phong cầm bình hà covid xếp cầu sở thanh tra giao thông có on ba bưng đôi thanh tra giao thông kiểm tra lưng chơ vỉa chập năm bưng quy định ma phong cầm hà rú bưng bón răng tòn khẽ thòi quy định rú bến xe chơ xe ó khói bến phạt màu sự mình bưng côn phít ban chủ mũ trực rú tênh cá bến xe vậy kiểm tra bứng đủ luôn chập năm phong cầm bình hà không bưng bến xe kiểm tra phạt bưng côn phít phong cầm bình hà covid xếp cầu quảng hỏng so bày tăng ma đối cấp bưng đơn vị tăng tải khẽ rú bến xe em cũng lưu thông cũng nhiều nơi thì nó ở tỉnh nào khỏi cò bày ma lại theo tăng rú lại tỉnh rú tỉnh đời cò mi bưng chốt kiểm soát bình hà covid xếp cầu đối cấp lái xe rút khỏi con lương nho súng hòa trời chập năm bưng quy định phong cam bình hà quảng chơ bày so o tang mi triển lai tục nò khai báo y tế hở men nang quam vừa bày đẩy cái chốt cấp vừa phong cam bình hà cực đẩy lang đi giao thông xung khỏi có bom cắp chủ mối tuần tra kiểm soát rú bưng chốt kiểm soát hà bình xếp cầu số nưng rú xã sơn bình khóng huyện tam đường phân lại là kiểm tra ma xe bày ma lồng cái chốt thuộc thẩm quyền thanh tra giao thông khóng chảo bom cắp năn là bom chủ mối cảnh sát giao thông y tế quân đội dân quân bom kiểm tra ma tiếng án so bày tác ma cánh luông phong cầm bình hà vây phạt mà ở bưng chu cố chờ diệt phít các lực lượng khác. Quang gian té hùa bì ma họt khay chủ mũ thanh tra giao thông bom cắp bưng đơn vị rú bến xe tổ chức xí chu kiểm tra vịa phong cầm bệnh rú bưng bến xe khẽ trên báo tít tờn yêu cầu lái xe phủ xe khẽ bày xe chấp năm tỷ chu luông tít tờn phong cầm khòng bộ y tế khẽ bày xe còn chơi chiếc khẩn xe lò tư khẩu trang âu nằm sát khuẩn suối mưa khai báo y tế cánh tẻ mài chữ sở danh sách khẽ bày xe cài xí chu kiểm tra mi cài cầu hỏi tựa xe đẩy kiểm tra chiến báo tít tờn phân lại xe cánh côn bày ma co nhót sùng hòa trời chập năm bưng quy định phong cầm hà chơi ốp bề nọ công dân đời cọ nhót sùng hòa trời chập năm là tư khẩu trang
tên cá viên cân, thứ sòng lò và mi khẽ, có yêu câu khai báo y tế, tứ khẩu trang, áo nằm sát khuẩn suối mư, cắp rú đắc cằn rú, quang xe, chơ bày mết leo, theo tang, cò họt bón đầu, lông xe họt bón đầu, bựa, tẹt ban họt hạ bệnh, xương nặn, khẽ cò. Bao mi lại xung khỏi có lương nhân bào tiếng ăn, hậu phong cầm bệnh cực đẩy lang đến nhất. Pom cắp nàng vệ thành kiểm tra, thành tra sóc bày tăng ma, có mi luông cạt kiên pom cắp sở thông tin truyền thông, tổ chức tập tư cánh sủ phần mềm máy tính vây so sáo truy vết chuồng hong phong cầm bình hà covid ship cầu, hậu bương tơn vì xe vận tải số quần tỉnh Lai Châu, cánh lái xe, nhân viên chuồng hong xe, không bương tơn vì tắng tài khẽ, trường hang rú Quảng tỉnh, mi tuyến bày cài nọ tỉnh Lai Châu. Nọ nằn kiểm tra bứng đù chảnh thí côn cánh xe khẩu óc Quảng tỉnh lông cai xí chốt kiểm soát bình hà covid ship cầu, cam quyết phạt mở bưng con phít, bòm cắp nằn trên báo mắc bưng quy định phong cầm bệnh, họt lái xe, nhân viên chuồng hong xe, khẽ bày xe cánh côn dần bày cài chốt. Cài trên báo mi hỏi nừng hạ xíp ban tựa côn đẩy trên báo, trên cái ma phong cam hà, dù bưng chốt kiểm soát bệnh hà covid ship cầu, nhai khẩu kiểm tra đối cấp cầu ship ban tựa xẻ bày ma, cắp cài, xong hỏi sao ban tựa côn, sọ hền cánh phạt xí ship côn, phân lại lò xe tắng tải khẽ. O quyết định phạt ngân lò xàm hỏi bài hốc chiêu bàn phít ma vỉa tỏn khẽ các vùng hà ma, cánh tắng tải lại côn, bốc khai báo y tế. Thanh tra giao thông phối hợp với các lực lượng liên quan như cảnh sát trật tự. Thanh tra giao thông xung khỏi có bom cắp chủng mũ mi ngóng ba xương, tiếng ăn bản khoáng, chủng mũ cảnh sát giao thông có lưng trên táo họt, bò mè con dần đang rú cuồng phùng, kín o rú riêng to chỉ thị xếp hốc khỏng chính phủ, bốt bên táo ma địa phương, phần rú bón đầu, bên rú bón hẳn, cảm giòn mức tắm nhất, và mi côn táo ma địa phương lèo, lo cần khai báo y tế men nang quam cánh mi luông bùn ao bay cách ly tập hôm là cái lượng phương tiện tăng đột biến. Bom cắp chủng mũ thanh tra giao thông dàn cái ma vây nhót sống lang đi về nhận bào tiền án xót bày tăng ma rú theo tang quốc lộ tỉnh lộ dọn khẩn lò rú bưng chốt kiểm soát hạ bình covid xếp cầu. Chủ mũ cảnh sát giao thông có bứng đủ sở luôn án ta không ban giám đốc công an tỉnh, phòng cảnh sát giao thông, ban tiếng án xót bấy tang ma. Vậy, năm dệt đi, nhận vào tiếng án xót bấy tang ma, có bé xương, phong cầm, hà, cực đẩy, lang đi. Bom cắp luôn án ba lợp tân té cấp nửa, chủ mũ có khẳng tánh, vịa, tham mưu, bom cắp chủ mũ thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông, công an huyện, ban tiếng án xót bấy tang ma bưng huyện. Tướng tên trên báo tùa quảng, họt bò mè con dần, ma chập năm cỏ bé xương, nhân bao tiếng an, xó bày tang ma, chơ sung bày xó o tang. Giòn khửn, quảng chơ hà bình covid xếp cầu, đang hến mi o lại khủ hòn hun. Chủ mũ cảnh sát giao thông cỏ búc hanh dệt đi nàng vịa, bàn xe bày ma lồng cài bức chốt kiểm soát hà bình. Vậy tạ khu ngay đi có bé xương luôn nhân bào tiếng an, hở côn cánh xẻ bày ma quảng chơ, diệt triển lai khai báo y tế. Cái nhiệm vụ thì anh em tôi kiểm soát được, nhiệm vụ là dừng xe. Xung khỏi có mi nàng vịa, rằng xé cánh on chỉ côn dần, lông cái chốt kiểm dịch khẩu ma quảng tỉnh, cố khẽ lò cho khai báo y tế. Sóng ma bưng côn, rú các đắc, khẩu ma quảng tỉnh, cần xét nghiệm men phát ma hà bệnh covid siêu cầu và âm tính trắng đẩy khẩu ma quảng tỉnh. Đối cấp côn dần, bày ma chầm phủng, xung khỏi có kiểm tra, chú luông, chỉa lai và chọc họ trắng đẩy khẩu ma quảng phủng. Cái nằm có on chi côn dần, khẩu bò chủ mũ y tế, khai báo y tế, vay kiểm soát đi bệnh hà. Người dân vào gặp cán bộ y tế để cán bộ y tế kiểm soát. Nham nị quảng chơ hà bệnh covid siêu cầu mờ hương hiểm hại, quảng mương mi o lại cả bệnh pét mở, lò tỉnh mi lại theo tang bày ma đòm tỉnh, xương năn, trách nhiệm, tiền an, so bày tang ma có pét xương, luôn phong cầm bệnh hà, không chủ mũ cảnh sát giao thông công an tỉnh Lai Châu, phong cấp chủ mũ tuyến cốc, xăm dạ cha, nắc nới hơn. Bưng mư cái ma, làng chơ ủy ban nhân dân tỉnh Nam Diệt số nừng luôn cân sẵn men phân quảng phong cầm bệnh hà covid ship cầu. Phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh pom cắp bưng đơn vị mi núng pan rú bưng tổ công tác
Nhai khẩu ổn trị, pan xe khẩu ó rú bưng chốt kiểm hà bệnh, tó cắp bưng địa phương. Rú mò chốt kiểm soát hà bệnh, quảng tỉnh, chủ mũ cảnh sát giao thông có pan cán bộ chiến sĩ, pan ca trực, các cành tinh cá viên cưng, chơ mi xe khẩu ma quảng tỉnh, kiểm tra viện phong cầm hà, rú nặng xe, kiểm soát y tế, ấu máy đò tổ kính nửa hòn, cánh ấu năng quan y tế, nhân bào tinh mết khẽ rú quang xe, ấu phải bảy xốp, rú quang xe có mít tục nò chu tàng trường phong cầm hà tục nò, năm suối mư, nhai khẩu phạt mờ đối cấp côn bao chấp năm quy định ma phong cầm bình hà, toi quy định không pháp luật. Các hùa chờ trách nhiệm quảng nàng vịa dệt, cầm quyết, cẩn ngăn bắt hở bệnh bét ban khẩu ma quảng phổng, cán bộ chiến sĩ chủ mũ cảnh sát giao thông vào riêng cánh bưng chủ mũ mít uống ban dù bưng điểm chốt co dệt đi nang vịa chầu tinh cá viên cưng bao hở xe bày cài bao kiểm tra khai báo bom các vịa kiểm soát hà bệnh chủ mũ cảnh sát giao thông coi nhận báo nam dệt đi vịa bàn xe bày ma lồng bóng bao dệt tẹt ban họt vịa bày ma cánh khốt mộ nhào nhụng bản khuống dù bưng điểm chốt. Dù bưng chốt kiểm soát hà bình quảng tỉnh, quảng nham ni có chấp năm đi vịa bứng đù côn khẩu ma địa phương, giòn hửn quảng nạn bứng đù chảnh thí vịa kiểm soát đối cấp bưng côn, té các phủng mi o hà ma, phủng đang kinh rú riêng toi chỉ thị xíp hốc, không công điện Thủ tướng Chính phủ phá ma, quảng phong căm bình hà COVID-19 cầu, cao quyết phạt mờ đối cấp bưng côn lạc bắt, bao khai báo, gian tang bảy ma bốc men, chủ mũ cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, có pét xương chủ mũ tuyến cốc, đang dệt vịa, cần kiểm tra, kiểm soát chảnh thí hơn mớ, vịa cẩn ngăn, luôn bét ban hà bệnh. Chào dù các tỉnh Vĩnh Phúc khẩn ma thành phố Lai Châu, Lông Cài bảy phương tỉnh, khỏi cò mi tục nò, chu tàng chỉa lai, cốc hệ lò chỉa, xét nghiệm COVID xếp cẩu, sóng ma, lò, rú phủng bông mi o hà, dâng nạn viện Lông Cái bưng chốt cỏ ngay đi hơn, chào tổ khỏi Lông Cái cỏ chấp năm khai báo y tế, các tục nò viện nhân bào, tiếng an so bấy tăng ma, hạc chảo cánh tinh cá, po me, bàn khoáng. Tó nả phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh có chiếc xếp tàm, mi luông bùn, tánh óp bưng kế hoạch phòng cấp bưng đơn vị mi nhuống ban vây phạt mờ sợ mình bưng côn phít phòng cấp nan lò năm dệt đi vỉa chiến báo tùa quảng họt mỏi côn dần cho xung bày do o tang giòn khẩn chủ mũ cảnh sát giao thông có chiếc xếp tám năm dệt đi vỉa on pa không cấp nửa phòng cấp cơ quan đơn vị năm dệt bưng quy định ma phong cầm bình hà COVID xếp cầu chủ mũ cảnh sát giao thông lương cho kiểm tra tít tờn côn xung bày do o tang năm dệt đền là viện phong cầm bình hà toi quy định giòn khẩn đối các viện kê khai tục nò mắt nắng quam năm dệt chủ luông phong cầm hà cánh viện kín rú riêng sẽ tăng cường công tác nắm tình hình tấm tên viện bứng đồ ma tiếng án sau bảy tang ma vây thảm miều hở ban giám đốc công an tỉnh tạt o luông on ba chủ cấp ngành ma luông bùn nhận bảo tiếng án sau bảy tang ma sóng ma là tọp hôm viện chiến báo hòn tinh lại dần mưa mà tiếng án sau bảy tăng ma viện phong cầm bình hà của viết xếp cậu tôi quyết định không ủy ban nhân dân tỉnh đẩy tạt o quang gian trầm nị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật mi thể hiện dù bưng chốt kiểm soát bình hà của viết xếp cậu chủ mũ cảnh sát giao thông thanh tra giao thông co đẩy bàn nang phía dệt tôi luôn chọc khỏ bưng quy trình đẩy nam dệt lọ khoa học dòm gian chơ kẻ cầm cai nặn so với tăng ma đẩy lồng bóng bao hiển mi o viện tắt tang hông phân tấm tên sở viện phong cầm bình hà của viết xếp cao cực đầy lang đi phòng cấp năn luôn cầm quyết cánh năm dệt lại nàng viện chọc khò cấp địa phương không chủ mố mi nóng ban số quảng tỉnh viện nhân bào tiền án so với tăng ma có hông phân năm dệt cực đầy lang đi sòng nàng viện phòng cằn đẩy địa phương đang biến khay bày trừ.